Vì một trái đất xanh sạch đẹp. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục dọn tiếp cái vỉa hè lốt, cái vỉa hè quét trên bề mặt ở khu đô thị Vân Canh. Đây, xe rác này đã trưởng phòng Phúc đã kéo đến tận nơi rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ cho hết những cái bao tải này lên xe rác. Thank you.
không phải nhổ ở đấy đâu. Thế chỗ em nó có đất để cho nó sống. Thank you.
xèng xèng xèng. Thành đống tí mình hoa sạch cái vỉa hè. Hắt dần về phía kia kia, không để mình gọn cho gọn thì mình gọn
hoàn tất đâu. Thank you.
trên đấy đâu mà cho vào dần anh cứ. Không còn đâu đó là có những cái lá cây, bây giờ đang sang mùa thu đông rồi, rất nhiều sạch rồi. Tôi còn một khoảng 4 bao tải thôi, 3 đến 4 bao tải là xong. Các bạn nhìn thấy con đường này nó còn sạch sẽ nhà rồi. Hai xe rác đầy ụ, hai bao các bạn ạ, còn hai bao thôi, không còn nhiều đâu, công việc gần như là hoàn thành. Vỉa hè xanh sạch đẹp, cây xanh, hè xanh. Thôi lặng quá thì đỡ anh ấy. Đỡ anh ấy.
Thôi đi luôn. Chú ơi, của chúng ta rất là khỏe nha các bạn nhé. Toàn vào đất đấy. Đất không ấy. Vỉa hè đã dần sạch rồi. Anh em đều chưa làm môi trường nên là vẫn phải chuẩn trọng một chút, không được như các chị nhé. Các chị lái xe môi trường rất giỏi. Lực sĩ chứ không phải là chú hề đơn giản đâu các bạn ạ. Chú lao này nó rơi vào độ khoảng từ 50 cân đến 70 cân. 50 cân đến 70 cân thì các bạn không nhẹ chút nào. Ngoài đất đá và rất nhiều
các bạn cứ thử bình thường ấy, rất là khó đấy. Rồi cả bốn vào đi anh chụp cho. Hai ba. Rồi, tạo kiểu khác đi được. Bắn tim đi, hay giơ tay giơ chân gì đi. Tim đi là like đi xem mà. Tim đi, tim trước đi xong rồi like. Rồi like đi. Rồi ok. Được đấy. Xin chào các bạn. Mình và với anh em Thiện Lành hôm nay cùng các chị em sẽ dọn đốt, dọn sạch cái khu đô thị Vân Canh này trên vỉa hè. Thì hôm nay mình sẽ dọn sạch cái vỉa hè này để vì một trái đất xanh sạch này. Bắt đầu. Yeah. Rồi trên nói sao đứng sau rồi. Thế bây giờ nói lại nhé. Anh cũng đang quay đấy. Đợt quay mà. À. 2 3 hô này. Cho cái mic này. Xin chào các bạn, vì môi trường xanh sạch đẹp. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video sau. See you again. Let's go.